Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình là ngày đầu năm nha. Mùng 1 mình sẽ đi chùa lấy lộc đầu năm nha. Ở dưới quê mình bây giờ hôm nay người ta đi chùa rất là nhiều. Nói chung là tối thấy giao thừa xong là khoảng qua 12 giờ qua ngày mới là có nhiều người ta đã đi chùa. Cầu bình an cho gia đình, cầu may mắn. Đây là đoạn đường vào chùa Phước Khánh. Đường này bị hồi xưa là rất là nhỏ nhưng mà bây giờ được nâng cấp lên thành 3 mét rồi. Hôm nay mọi người đi rất là nhiều luôn. Đây, mình đã tới cổng chùa rồi nè. Giờ mình sẽ vào khu vực bên trong gửi xe nha. Đây, tới rồi mình sẽ xuống gửi xe. Đây là khu vực phía trước cổng chính của chùa Phước Khánh, xã Phước Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nha. Hôm nay thì mọi người ở phương xa đi đến rất là nhiều nè. Ta chuẩn bị đi chùa rất nhiều luôn. Đây là đường mà vào chánh điện chùa nè. Mọi người đang đi vào. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Bỏ dép thôi. Chắc mới có một đợt mới cho có đứa là đúng rồi, nó có chùa này vừa được khánh thành xây mới nên trông rất là khang trang. Chụp hình kỷ niệm ngày xuân nè. Wow, đẹp. Đây mình đang đi qua khu bên này. Xì nè. Hái lộc hả? Hái lộc đầu năm ở đây. Lộc để hái lộc. Đây mọi người xin lộc, thầy phát lộc cho đi xì đầu năm. Kẹo lấy lộc đó. Chùa ở ngoài đây thì được mời dùng cơm chay nè. Đó. Mấy món chay nè. Chùa này thì mùng 1 á mấy cô đây ở gần ta lại làm đồ chay đãi khách Phật tử từ xa đến. Dạ. Làm đồ chay đãi ha. Wow, nhìn hấp dẫn không? Mình đi xuống nhà bếp nha. Coi mấy dì mấy cô ở đây làm đồ chay chiêu đãi mọi người. Đây. Dì đang nấu nướng nè, nó. Dạ. Và là món này món gì vậy bà? Gỏi. Ủa cái này xào. Xào hả? Thập cẩm. Xào thập cẩm. Đẹp quá. Gỏi, bên đó là gỏi. Gỏi. Đây là có món chay nè. Gỏi đi về thì gỏi gì nước tương không chấm mấy bát. Người chùa chấm đâu có bát đã nói chùa rồi. Không mặn thôi mà thôi để đó.
biết không? Dạ đẹp. Cái đó gì ạ? Kiểu. Cái này chị làm nước tương phải không? Dạ. Bằng trả lại đi. Bằng ớt vô luôn. Đây là những món ăn nhà chùa làm để cúng và chiêu đãi mọi người đến đi chùa ngày đầu năm, dùng dùng bữa cơm thân mật với chùa luôn, lấy lọc đầu năm luôn. Đây có nhiều đây chuẩn bị bàn để hồi cái quý Phật tử từ xa ta đến cúng chùa mùng một, người ta đi viếng chùa đó, người ta dùng cơm thân mật đó.